Thank you.
càng giàu đẹp. Tham gia lễ chuyển đổi hôm nay là những gương mặt xuất sắc và tiêu biểu đang phấn khởi, tự hào và là người hạnh phúc trước cờ tổ quốc, cờ đội và chân dung Bác Hồ kính yêu. Các em nguyện phấn đấu không ngừng để xây dựng nước Việt Nam đàng hoàng hơn, to đẹp hơn. Như ý nguyện của Bác Hồ kính yêu hằng bác buồn, chứng đáng là chủ nhân tương lai của đất nước. Chào mừng các em, đội thiếu niên tiền phong.
xuống. Bác Phong Nguyễn Tình Vô. Thằng sau đây. Số 12 Nghi Nghiêm thì là con số. Bắt giữ trường 12 Nghi. Số 13 báo cáo chi đội trưởng, con đội nhà gồm 30 người, xin hết. 30 đội viên, 30 người. 30 đội viên. Báo cáo nữa đi. Con đội nhà nghỉ. Thank you.
Bác ơi bác, quay ID cho có vợ cái. Bác để tao lấy vợ bác ạ. Cháu tặng cho có 25 thật. Thiếu Nhi, về Thiếu Nhi làm sao? Không, quay anh như là anh đi cho có vợ, quay anh giờ chấm vợ cái. Đang Thiếu Nhi đã nghĩ đến chuyện đấy bạn. Thank you.
phối Hồng Kỳ đang di chuyển xếp biểu tượng chữ M và chữ L. Khối Mỹ Thức đang di chuyển xếp số 2 và số 9, tượng trưng cho Quốc Khánh mùng 2 tháng 9 muôn năm. Các em Hồng Kỳ phía Tây, khối Hồng Kỳ phía Tây chú ý tác phong Hồng Kỳ. Xin nồng nhiệt chào mừng các em tinh thần mùng 2 tháng 9 bất diệt. Đội nghi thức chi đội 1 đang di chuyển đội hình của mình thành vòng tròn để thực hiện phần thi búa của mình. Đã kết nối YouTube. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
mừng liên hoa mừng non nước ta. Đời ta đi trong chung vang mình đất trời, gió tung khăn quàng Phật phới. Lưng đất trời gió tung khăn quàng phấp phới như muôn ngàn hoa, ta lớn lên cùng đất nước như các con của đồng lòng mẹ cha, ta nói gương người đi trước những tấm gương khi vào cửa đảng ta lớn nhanh xây dựng tổ quốc lớn như ô. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.